Hello, chào cả nhà ngang, chào cả nhà đến video trực tiếp của Tài Trần cả nhà ơi, Tài Trần Vlog ngang đang review trực tiếp thả diều tại cầu K13 Dương Minh Châu nha cả nhà. Mời cả nhà vào xem cả nhà. Rồi gần núi Bà Tây Ninh luôn cả nhà ơi. Rồi đây có gió rồi cả nhà ơi, gió lên rồi, có gió lên rồi cả nhà ơi, dù lớn lên rồi ăn, dù lớn lên rồi cả nhà. Rồi Tài Trần Vlog, Tài Trần Vlog nha cả nhà, Tài Trần Vlog Phan Chủ Linh Hồng Loan phát trực tiếp. Rồi cả nhà ai có vào xem trực tiếp cả nhà ơi, Tài Trần Vlog Phan Chủ Linh Hồng Loan nha cả nhà, phát trực tiếp. Rồi Tài đang review trực tiếp tại cầu K13 Dương Minh Châu nha. Rồi cả nhà vào xem ủng hộ kênh mình nè cả nhà. Đó, diều lớn lên nè, từ diều lớn lên nè cả nhà ơi. À. Ồ, bạch tuộc đồ lớn lên nha. Đó. Khán giả rất đông, khán giả rất đông rồi. Đó cả nhà. Vào xem cả nhà ơi. Có ai vào trước cho mình âm thanh đồ hình ảnh đồ rõ không nha cả nhà. Cho mình xem ăn. Đó. Bữa nay những con diều lớn đại bàng tung cánh luôn ăn. Đó, cá mập bạch tuộc gì đó ăn. Cho coi gió lên rồi, gió lên rồi. Rồi bữa nay có tôm và sa ri không ăn. Đó. Giờ xem cái nhà ơi, giờ xem. Đây, Tài Trần đang review trực tiếp. Trực tiếp tại sân diều nha cả nhà. Rồi. Đó, khán giả vô rất đông. Đó, gió lên ở nhà bạch tuộc đầu lên nha. Đó. Cả nhà vào xem cả nhà ơi. Đây 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 đây. Bạch tuộc rất lớn. Để tại zoom lại cho cả nhà mình xem nha. Ồ. Zoom lại ăn cả nhà. Ồ, rất lớn nha. Ồ, zoom lại ăn. Đâu rồi, đâu rồi, trời, thấy không cả nhà, bự ngang, rồi zoom lại thì nó hơi rung nha cả nhà, đó, zoom lại thì nó hơi rung ngang, đâu rồi, thôi mình trả về đi, rung lại nó zoom lắm cả nhà ơi, đó, bằng đầu ha, đó, bữa nay sao chưa thấy cái chú tôm và sa ri đồ vô ha. Có em bé nào quay luôn, quăng lên tivi luôn nha, quăng lên tivi truyền hình luôn nha. Có em nào muốn lên tivi truyền hình là lên luôn nha. Mình đang review trực tiếp tại cầu K13. Lên quá, lên quá. Ồ, cái nhà ơi. Lúc mà kia hả? Lúc mà kia giống thích quá ha. Đó, diều lớn tung cánh lên giữa ra mà cái nhà ơi. Bữa nay có hai vợ chồng thả tôm và sa ri, sao nay nó không vô ta? Đó, đây đít nè, con đít nè, con đít nè, con này nè. Đó. Con đít đang làm dưới đất này cả nhà ơi. Đó, đít đang làm dưới đất luôn. Ô. Bây giờ mình đi dài dài qua kia. Quay mấy con diều lớn cho cả nhà mình xem ngắn. Đây chú quay nè, đang lên truyền hình nè, chiều nay lên truyền hình. Đứng đó đi. Con ngồi đó đi chú quay là chiều lên truyền hình luôn. Mở tivi nha, mở tivi là thấy luôn á. Máy bay rồi. Rồi đưa tay. Kênh chú là Tài Trần Vlog. Tài Trần Vlog. Rồi bấm Tài Trần Vlog rồi lên liền luôn tại giờ. Nếu có mạng bấm Tài Trần Vlog là lên liền tại đây. Là về bấm tivi lên, mở lên tivi lên cũng ra nè. Vô tivi bấm Tài Trần Vlog. Là lên coi luôn hết cái video này của chú là bữa nay làm review ở đây là xem hết luôn. À. Rồi cả nhà ơi, vào xem cả nhà ơi. Bây giờ để cho nó cản trở cái này đi. Tài Trần Vlog. Rồi, Tài Trần Vlog Phan Chủ Linh Hồng Loan. À.
Rồi, review sân diều, gió này gió giữ ngang, nó cho khán giả này lên TV truyền hình luôn. Này lớn ngang. Rồi. Rồi, rất lên lên. Điều bự luôn. Con nè nè nè, con quay giờ giờ chú nè. Đó, giờ mong nè, ông quay lên truyền hình luôn ngang. Đó, về là thấy con ở trên truyền hình nè, coi lại sân diều cầu coi bà ngang. Nè, đẹp trai coi. Con muốn vợ không? Tài Trần Quý Đốc. Con muốn vợ không? Coi nó chú á, Tài Trần Quý Đốc. Ừ, Tài Trần Quý Đốc, bấm Tài Trần Quý Đốc là lên, bấm khỏi dấu cũng được. Tài Trần Quý Đốc. Tài Trần Quý Đốc cả nhà ơi. Rồi mình đi phớt qua cái nhạc đó không mới giết Vĩnh Quyền, dính Vĩnh Quyền đó mà ha. Rồi. Phát trực tiếp với cả nhà ơi. Đây. Vô lớn cả nhà. Vô lớn lên luôn. Gió hơi lớn. Chưa được lớn luôn ngang. Qua vào chưa nhà ơi, qua vào chưa cho mình biết ý kiến của nhà ơi, âm thanh hình ảnh rõ không cả nhà? Đó. Cho cả nhà xem hết màn hình luôn ngang. Đó. Mình phát dọc cho cả nhà mình xem nhiều. Để phát ngang cả nhà mình không thấy, ít có người xem hơn, phát dọc. Rồi cả nhà xem ngang bên đây mình phát dọc ngang. Cũng cho phát ngang luôn rồi nhưng mà mình phát ngang ít người xem quá. Rồi cả nhà giờ xem cả nhà đi. Rồi khán giả rất đông. Bữa nay gió cũng nhiều lắm rồi. Để mình kiếm chỗ nào im mình dựng cái quay mình lên đây. Đó, cho mấy chị này qua Mỹ luôn. Cho qua Mỹ, qua Canada, qua Úc luôn. Rồi ra nước ngoài luôn nha. Rồi đang phát trực tiếp cái nhà ơi đó. Ồ mấy anh bự lên dữ ngang. Và mình đứng ngay chỗ nào đây? Ngoài đó không? Đó, ra mày đóng rồi đó đi. Mình quay. Ồ, có gió rồi cả nhà ơi, có gió rồi ngang. Lên trực tiếp cả nhà mà cả nhà vào xem cả nhà ơi. Trực tiếp. Rồi, tại cầu K13 nha cả nhà. Rồi, trực tiếp luôn. Ra ca rồi hả chú? Ô ra ca rồi con ơi, ra ca rồi. Bên đây chú ra ca mà chú mới đi review thả diều tại cầu Cao Ba Dung Châu này con. Ra ca sáng. Ra ca sáng con. Nguyễn Quốc Toản ra ca rồi. Ra ca sáng con ơi. Vào xem cho like đi con ơi, vào xem cho like đi. Đây trực tiếp mà. Nay diều lớn không con ơi, diều lớn không, có gió rồi. À, có gió rồi con ơi. Tại cầu Cao Ba Dung Châu ngang. À, có gió lớn rồi con ơi. Gió lớn lắm. Gần núi bà luôn ngang. Rồi nhớ chú cho chú lai liền nha con. Lai ngang. Rồi mà cái nhà vào xem cái nhà ơi, trực tiếp review trực tiếp thả diều luôn. Cho like thôi ngang, đừng cho 2-3 like dư ngang. Chấm ngón tay thôi, chấm lần một thôi. Chấm 2 lần nó chảy vô bông no đó.
Rồi có gần không? Gần chạy lại luôn. Tặng. Gần lại chạy lại xem, nay gió bự lắm á, gió lớn rồi. Gió lớn bữa nay nhiều lớn lên á. Trời ơi tôm gì seri à. Quá chừng nó con mèo nữa kìa. Nay vợ chồng tôm gì seri nó không có vô hết ta. Rồi rất đông, rất đông. Khán giả vô rất nhiều. Rồi. Cả nhà vô ủng hộ cả nhà ơi. Bữa nay mình review ở sân diều này là tối mình về mình review drama nha. Rồi drama Vũ Linh Hồng Loan. Tối cả nhà đón xem nha. Rồi. 27 tháng 4 này Hồng Loan về Tây Ninh nha. Về Tây Ninh biểu diễn nha cả nhà. 27 tháng 4 biểu diễn tại trung tâm văn hóa thị xã Hòa Thành nha. Hồng Loan nguyên một cái ca sĩ lớn đất phương Nam của Kim Tử Long, Vũ Lưng, Bình Tinh, Quy Sang, Hồng Ni biểu diễn về nha cả nhà. Rồi cái video này mình đang làm trực tiếp trên bầu trời, cái video dưới này mình làm ở khán giả cho khán giả xem. Rồi đây rất đông, rất đông. Khán giả tại cầu K13 Dương Minh Châu rất đông, rất đông. Có gió lên, gió lên rồi cả nhà ơi. Bữa nay mình quay tới đỏ đèn luôn mới về luôn á. Chừng nào người ta về hết mình về sau. Chừng nào người ta về hết mình về sau. Trời ơi, cái ông bán cá viên chiên trúng được 100 triệu, cái ông bỏ ông chạy về luôn. Vậy hả? Rồi biết nãy ông cho mình cá viên chiên mình ăn được từng. Trúng được 100 triệu hả? 100 triệu, đặt cái đầu lóc à. 2 tấm mà ông mua thiếu nữa. Ông mua chợ bắp á. Mua chợ bắp mà nó bán thiếu luôn. Mà ông giờ ông không biết trúng nhiều hết. Không thấy chặn con á. Không biết trúng nhiều, ông hỏi bà đó trúng nhiều rồi. Bà nó nói trúng được 100. À hủi á, hủi 50 triệu. Thì chặt trúng 5 con, chặt con đầu lóc mà. Rồi cái ông trời ơi, ông chạy chắc tôi nghĩ chắc văng cá viên chiên mất tiêu hết. Ông mừng bỏ chạy về luôn rồi. Mua không cậu? Dạ dạ, trời ơi em cũng 7-8 tấm, bây giờ em cũng dò, em cũng muốn bỏ chạy rồi. Em chặt lát hết ra rồi. Em mua 51 ra 41 hỏi sao đúng không? Đó cả nhà. Đó. Rất đông, rất đông cả nhà ơi. Dù lớn lên quá chừng luôn, bây giờ không biết quay con nào luôn. Trời ơi. Rồi rồi rồi, vào xem cả nhà ơi. Dù bự không, dù bự không. Đó, quay nhiều là bữa nào cũng về mua thuốc uống mỏi cổ hết à. Quay nhiều mỏi cổ lắm. Đó cả nhà. Ồ, quá dữ dữ dữ. Đây, chuẩn bị cái anh này chuẩn bị lên. Đó. Trời ơi, có gió thì thả cái anh bay liền nha. Đó, đó, đó. Có gió là anh lên liền luôn. Ồ, 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 điện thoại luôn. Cho cái điện thoại luôn. Ừ, hư. Quay trực tiếp luôn rồi. Rồi, vô. Trời ơi. Trời ơi, con diều nó lấy cái điện thoại mày luôn, trời ơi. Trời ơi, mày ơi. Trời, mày để tao. Mày để tao sinh sống nhận cái diều ơi. Ủa nó điện thoại luôn. À, nhiều giữ luôn ăn, nhiều giữ luôn ăn. Chiều này là lấy điện thoại lên luôn được á. Ồ, bầu trời. Ủa cái gì kêu đẳng như ta. Ồ, mấy anh mập lắm không. Mấy anh mập quá chừng mập luôn. Đó cả nhà. Sao mấy anh mập nó lên chưa nổi. Trực tiếp nha cả nhà ơi, trực tiếp nha. Ồ. Chạy lại Tổng ơi, chạy lại Tổng ơi. Rồi lên hả, lên hả. Rồi xuống đây giật cái điện thoại mày. Rồi à, nhiều dữ thiệt. Rồi luôn. Rồi mình làm cái những cái video vừa nhiều vừa khán giả cho cả nhà mình xem ngang. Đó, cả nhà mình ủng hộ. Ồ, sao mấy anh kia mấy anh bự kia sao anh chưa lên ta. Quá tuột rồi ha. Hôm nay tôm mày sẽ đi sao không thấy từng nhảy. Biết rồi mấy
mấy ông vậy? Cái thằng nào lấy điện thoại nó gì vậy? Trời ơi. Rồi, thánh kêu. Rồi. Một cái bôi hình. Để làm hình ảnh. À. Ủa mấy anh đó anh muốn thả hay sao vậy đang? Sao không lên hai anh câu? Mấy đó chắc đang câu. Ra ca rồi hả chú? Chú ra ca rồi sáng con ơi. Cả nhà vào xem ơi. Trực tiếp. Ồ, gần núi bà luôn cả nhà ơi. Ồ. Hàm hình. Ồ. Bé ơi con ơi. Con dòm đây đi con, dòm đây đi con. Ồ. Dòm YouTube đi con, dòm YouTube chiều lên truyền hình ngang. Máy bay con. Ôi. Quá đẹp cả nhà ơi, quá đẹp. Rồi, có ai vào nữa không? Quá đẹp cả nhà ơi. Đó, trời ơi, sử dữ không? Rồi, bé. Trên. Tên gì? Trên. Ra đây con, rồi đi. Máy bay con. Đưa tay cho chú coi, hello chú ơi. Máy bay con. Bay chú đi. Trời ơi. Đi con, máy bay chú rồi con. Máy bay chú đi. Chiều con lên TV luôn hen, nổi tiếng luôn hen. Trời ơi, muốn có vợ chú gả luôn. Ha. Chúng mày mối cách duyên này cho con luôn hen. Đó, đẹp trai không? Trời ơi, lên TV luôn. Giờ lên TV luôn, bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Đó. Rồi, lên YouTube luôn nghe con. Em, Tài Trần Vlog. Tài Trần Vlog. Bấm Tài Trần Vlog ảnh lên. Anh lên liền luôn. Mở máy điện thoại là lên liền luôn. Thôi con YouTube á. YouTuber á. À, Tài Trần Vlog, bấm Tài Trần Vlog là lên liền luôn. Phát trực tiếp mạng. Có mạng không? Có mạng không điện. Follow cho một like đi, cho chú một like đi. Rồi vô YouTube. Rồi YouTube đâu? Ôi, tầm giá. YouTube cho mày 3 phút. Đang phát trực tiếp cả nhà ơi, nó sập luôn. Đó, chú đang vô rồi đó. Trời ơi, chết cha gãi luôn rồi. Rồi đang phát trực tiếp mà bị gãi luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Đây, được cái video đó cho chú kết thúc đi. Sao hay quá ta, like mà cũng bể cái điện thoại nữa. Đây hay quá ha.
Rồi cảm ơn con rất nhiều. Rồi mình xuống luôn cái này.